Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, nhiều người cho rằng đàn ông sau khi ngoại tình, sau khi lừa dối thì vẫn có cơ hội quay về. Nhưng ở phía ngược lại, đối với người phụ nữ, sau khi ngoại tình thường là sự kết thúc. Vậy vì sao lại có sự trái ngược này? Có phải đàn ông không đủ vị tha như phụ nữ? Hay là vì một lý do nào khác? Trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những vấn đề này nhé. Quý vị thân mến, trong suốt nhiều thập kỷ nay, phụ nữ đang đòi hỏi sự công bằng. Người ta cho rằng đây là sự tiến bộ của xã hội. Tức là xã hội hiện đại thì nam nữ phải bình đẳng trên phương diện các mối quan hệ, ít nhất là trên lĩnh vực tình cảm. Xét trên phương diện này, có nghĩa rằng là nếu đàn ông ngoại tình thì phụ nữ cũng có quyền đó. Đàn ông đi hát karaoke có tay vịn thì phụ nữ cũng được làm điều đó. Đàn ông đi massage thì phụ nữ cũng có cái quyền đó. Nghĩa là bình đẳng là đàn ông được làm gì thì phụ nữ cũng được làm điều đó. Theo quý vị thì sự công bằng như thế có bao giờ xảy ra không? Khánh Ngọc nghĩ là có, nhưng nó chỉ xảy ra ở một bộ phận nhỏ, chứ rất khó để mà công bằng ở trên toàn xã hội loài người. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề này ở xã hội Việt Nam. Phụ nữ bây giờ khác xưa rất là nhiều. Rõ ràng là ở mỗi thời, mỗi khác nhau. Suy nghĩ của con người cũng khác nhau, tư duy khác nhau, đúng không ạ? Quý vị và các bạn có bao giờ đặt câu hỏi là vì sao phụ nữ ngoại tình hay không? Dù là vì tiền, vì tình, vì địa vị hay bất kỳ nguyên nhân nào, thì phụ nữ ngoại tình cho thấy là cuộc sống hôn nhân và tình yêu của họ có nhiều vấn đề. Riêng về điều này thì phụ nữ có sự khác biệt rất lớn đối với đàn ông. Đàn ông ngoại tình ngay cả khi cuộc sống hôn nhân và tình yêu đang rất ổn định. Và vì thế người ta kết luận rằng đàn ông ngoại tình đều là vì tình dục, còn phụ nữ ngoại tình vì tình yêu. Mặc dù là chưa hoàn toàn là chính xác, nhưng cái điều này khá phổ biến. Đàn ông ngoại tình luôn luôn với cái mục đích chính là phục vụ thêm cho mình những người phụ nữ, đồng thời là đi tìm thêm những cái thú vui thể xác. Vì vậy mà những cuộc ngoại tình của đàn ông thường kết thúc sớm, vì niềm vui tình dục chỉ trong thoáng chốc với cảm xúc mới lạ. Khi mà cái cảm xúc này mất đi thì họ bắt đầu rời bỏ đối tác ngoại tình của họ. Bởi vì giữa hai cái người này chẳng có sự ràng buộc nào cả. Đàn ông thì cả thèm chóng chán, đúng không ạ? Nhưng đàn bà thì lại khác. Khi đàn bà ngoại tình, họ khó dứt ra hơn đàn ông. Bởi vì đàn bà sống bằng cảm xúc, nên là khi chấp nhận ngoại tình với một người nào đó là họ đã bị cảm xúc dẫn dắt. Khi ngoại tình, phụ nữ giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Mặc dù là biết bị cháy, nhưng họ không chiến thắng được bản thân, không chiến thắng được những cám dỗ. Người ta thường ví von rằng đàn ông ngoại tình giống như cây tre sau bão, nghiêng ngả nhưng chẳng bao giờ ngã đổ, nghiêng ngả rồi lại đứng thẳng. Tức là ngoại tình chán rồi thì cũng quay về nhà. Nhưng mà đàn bà ấy, ngoại tình ấy, thì nó giống cây chuối sau bão, tan nát và sơ xác hết. Sau khi bị phát hiện ngoại tình thì hầu hết hôn nhân chấm hết với phụ nữ. Nhưng với đàn ông thì cái cơ hội của họ vẫn còn. Điều này cho thấy ở phụ nữ dễ tha thứ hơn đàn ông trong chuyện này. Đàn ông thường không chấp nhận người phụ nữ của mình
chung chạm với người khác, nhưng họ lại thích chung chạm với người phụ nữ của người đàn ông khác. Rõ ràng là cách nghĩ của đàn ông nhiều khi cũng phức tạp không kém đàn bà, phải không ạ? Mình muốn dùng đồ của người khác, nhưng lại không muốn người khác dùng đồ của mình. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và chiếm hữu rất rõ ràng ở đàn ông. Chính vì đặc điểm này, nên đàn ông thường khó có thể tha thứ cho người đàn bà đang là của mình, nhưng lại lên giường với người đàn ông khác. Lòng kiêu hãnh ở đàn ông bị chà đạp. Họ cảm thấy uất ức vì đàn bà phản bội và không thể nuốt trôi được cái cảm giác tức giận đó. Hầu hết là dẫn đến ly hôn. Còn lại một số người không chấp nhận ly hôn ngay cả khi người đàn bà yêu cầu. Trong cái trường hợp này, nhiều phụ nữ hiểu lầm cho rằng vì người đàn ông muốn níu kéo hạnh phúc. Nhưng không phải như vậy. Các cuộc điều tra xã hội học đã chỉ ra một điều rằng đàn ông không muốn chia tay người phụ nữ dù cô ấy ngoại tình, là họ ấp ủ một sự trả thù. Họ muốn giữ người phụ nữ lại để dày vò, để hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây là sự thật. Đương nhiên, không phải người nào cũng như thế. Nhưng hành vi này là hành vi phổ biến. Trong khi đàn bà thì sao? Hầu hết đàn bà ấy, cũng không phải là tất cả, quý vị nhé. Họ có cái sự cam chịu hay là sự chịu đựng rất lớn. Mặc dù là phát hiện sự ngoại tình của người đàn ông, nhưng lại không đủ can đảm để mà rũ bỏ hôn nhân. Một phần vì phụ nữ họ thường nghĩ tới con cái, nghĩ đến danh dự. Và một phần khác, đây là những người phụ nữ sống phụ thuộc vào người đàn ông. Khi mà sống phụ thuộc vào đàn ông thì phụ nữ ít có sức phản kháng. Quý vị và các bạn thân mến, sai lầm thì sửa chữa. Chúng ta luôn bảo nhau như vậy. Tuy nhiên, trong chuyện tình, đôi khi muốn sửa chữa cũng chưa chắc được chấp nhận. Nó phụ thuộc rất lớn vào trình độ hiểu biết, học vấn, tính cách, địa vị xã hội và hoàn cảnh sống hay là tôn giáo. Ở tất cả những cái yếu tố này đều tác động tới sự tha thứ hay không tha thứ cho người mắc sai lầm. Ngoại tình nó giống như một cái án tích trong tình yêu. Nó rất khó để xóa đi được. Những cặp vợ chồng khi đã ngoại tình, dù có tha thứ cho nhau cũng chỉ ở bề ngoài. Còn bên trong nó là những đợt sóng ngầm, hoặc như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ khi nào. Khánh Ngọc ví dụ, khi người chồng tha thứ cho người vợ ngoại tình, nhưng những cái hình ảnh mà người vợ nằm trên giường với người đàn ông khác thì không bao giờ xóa bỏ ra khỏi đầu người đàn ông. Cũng có, nhưng mà lại rất ít. Vì thế cái cảm xúc giữa hai người khi gần gũi, khi làm tình, nó không còn như trước nữa. Người phụ nữ thì mang sự áy náy, ân hận trong lòng. Còn người đàn ông thì mang nỗi uất ức, cay đắng. Cuối cùng thì hôn nhân tồn tại như một cái xác không hồn. Như vậy, thà rằng là đường ai nấy đi còn có ý nghĩa hơn, đúng không ạ? Quý vị thân mến, muốn hàn gắn sau khi một trong hai người đã phản bội nhau, đã lừa dối nhau là một điều rất khó để thực hiện. Bởi vì giữa đàn ông và phụ nữ có cách nghĩ khác nhau. Vì thế, điều quan trọng không phải là hàn gắn thế nào, mà các cặp đôi nên sống với nhau thế nào để không bao giờ cần phải hàn gắn mới là điều quan trọng, quý vị nhé. Chủ đề ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.